Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, có nguồn gốc từ Trung Quốc, diễn ra vào ngày 14 đến 15 tháng Giêng âm lịch. Có nhiều tài liệu cho thấy Tết Nguyên Tiêu bắt nguồn từ thời Tây Hán Trung Quốc. Câu chuyện bắt đầu với việc các cung nữ mỗi khi dịp xuân đến lại nhớ nhà nhưng không thể ra cung thăm gia đình. Rằm tháng Giêng hay Tết Nguyên Tiêu diễn ra từ giữa đêm 14, đêm trước trăng rằm đến hết ngày 15, đêm trăng rằm của tháng Giêng âm lịch. Ở năm 2023, Tết Nguyên Tiêu hay Rằm tháng Giêng sẽ diễn ra vào Chủ nhật, tức ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023 dương lịch, thuận lợi cho mọi người đi chùa tỏ lòng thành kính. Ý nghĩa Tết Nguyên Tiêu. Ý nghĩa thực tế của dịp lễ Rằm tháng Giêng được lưu truyền rất nhiều trong xã hội hiện nay. Tết Nguyên Tiêu có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới, trong đó Nguyên mang hàm ý thứ nhất, Tiêu nghĩa là đêm. Ngoài ra, Tết Nguyên Tiêu còn được gọi là Tết Thượng Nguyên nhằm phân biệt với hai dịp rằm lớn khác là Tết Trung Nguyên tức rằm tháng 7, Tết Hạ Nguyên tức rằm tháng 10. Dịp Rằm tháng Giêng cũng là một dịp lễ quan trọng đối với Phật giáo, nổi tiếng với câu nói cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng hay lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng. Vào ngày này, các gia đình sẽ cùng nhau đi chùa, bày mâm cỗ cúng để tỏ lòng thành kính với Phật và tổ tiên của mình, đồng thời cầu mong may mắn phước lành. Tết Nguyên Tiêu tuy được du nhập vào Việt Nam từ Trung Quốc nhưng cũng có sự biến hóa phù hợp với phong tục tập quán truyền thống của nước ta. Đối với người Hoa, đây là một lễ hội hoa đăng, họ sẽ thả đèn lồng cầu nguyện cho năm mới bình an. Trong khi đó, ở Việt Nam, vào dịp này, các Phật tử khắp nơi sẽ đi chùa lễ Phật nhằm cầu mong gia đạo bình an.